still got food in her mouth. Rồi, ăn cơm ngon không? Dạ ngon mẹ. Mẹ làm ăn, mẹ làm cơm ngon quá. Nói đi, mẹ làm cơm ngon quá. Con cảm ơn mẹ. Cô đặt con này. Hello. Rồi giờ con muốn chơi nói chuyện phải không? Con lấy cho câu cho mẹ cái con nào mẹ cần nói đi. Con muốn mẹ nói chuyện con nào? Nó là cái bộ phim nào mà mới ra là nó có đồ chơi của bộ phim đó liền đó cô chú. Như là gần đây mới vừa ra bộ phim Ra Nhà hả? Ra gì? Ra Già. Ra Già là đó có cái con Sisu này liền nè, thấy không? Còn đây là ba của Ra Già nè. À, nguyên một bộ này công nhận á hả cô chú, bây giờ hả? Trời đồ chơi mắc quá trời mắc luôn cô chú. Một cái bộ á mà còn những cái đứa mấy cái đứa rồi nhân vật trong này nè. Trời ơi đi ta gẹt đó, người ta bán mắc dễ sợ luôn á. Mấy cái con này vậy thôi đó. Đó đây nè, con chơi xong con làm ơn con dẹp vô vậy giùm cho mẹ được không? Dạ. Chứ con chơi mà bây giờ con đổ ra hết vậy cái con bài nguyên cái phòng này, cái con đứng lên con đi rồi về mẹ là người dọn dẹp vô hết mấy cái này chứ ai? Mama không kêu bị. Hả? Không kêu bị. À con lấy đây chút xíu thôi nha. Rồi đây nè, cái con này nữa nè, cái con này là cũng là trong phim luôn nè phải không ta? Mommy, gonna make a mess. À, à đúng rồi con tự lấy ra đi. Mai bây giờ nếu mà mẹ chơi với con, con phải nói tiếng Việt với mẹ, mẹ mới chơi. Okay, dạ mẹ đúng rồi. Và bây giờ nói tiếng Việt với mẹ, mẹ mới chơi nha. Chứ còn chơi tiếng Anh là mẹ không có chơi đâu đó. Hồi nãy ai gọi điện thoại cho con hả? Chú Bình. Chú Bình hả? Chú Bình nói gì? Chú Bình. Con mua mày thôi. À vậy hả? I say yes. Now you eat the stars. À rồi mẹ cầm cái này cho. À, mày cầm con này hả? Rồi ok, giờ làm gì nữa? Cô gái tóc xù. Trời ơi, có đứa vẽ mặt cô gái con ta kìa. Trời ơi, nó vẽ con được đời không? Vẽ con ta không thấy cái không thấy cái mặt ở đâu hết. Thì sao như mặt người ta đẹp vậy mà con đi cô vẽ màu đen lên vậy con? Thì sao con đi cô vẽ màu đen lên cái mặt của cô này vậy? Bây giờ mẹ vẽ cái mặt con màu đen con có chịu không? Dạ không. Ủa vậy, vậy sao con vẽ anh ta? Đừng có vẽ anh ta nghe chưa, con muốn kiếm cái gì? Con muốn kiếm PJ Masks hả? Mẹ nghĩ là nó nằm trong đây hết nè, con muốn mẹ đổ ra không? Không. À không muốn hả? Rồi con đổ ra rồi nhớ là chút bỏ vô nghe chưa? Rồi, đó. Rồi kiếm ai? Thôi cho mẹ con này được, cho mẹ con su lì đi. Rồi cho mẹ nào? Cho mẹ cái Luna Girl đi. No. Thôi cho mẹ con Sisu này đi. Kỳ ghê. À con cho mẹ công chúa à, công chúa này tên gì đây ta? Cinderella. Công chúa này tên là Cinderella hả? Uh-huh. Hay dữ người ta phải không ta? Yeah, Cinderella có phải là con biết không? Ở Mỹ á, thì công chúa này tên là Cinderella, nhưng mà ở Việt Nam á thì cái công chúa này gọi là công chúa trong truyện Tấm Cám. Hiểu không? Dạ. Ngày không hả? Mong mốt mẹ mở chuyện Tấm Cám cho con coi nha. Chuyện Tấm Cám ngày xưa á. Ngày xưa ở một ngôi nhà nọ có một... Mom, if it's Vietnamese. Hả? If it's Vietnamese. Vietnamese sao? Trời ơi, cái chữ Vietnamese mà nói cũng không được luôn hả? Nói lại coi, Vietnamese. Vietnamese. Đúng rồi, mẹ tên gì? Mẹ tên gì? Mẹ tên gì? Nói cho cô chú nghe coi mẹ tên gì. Mẹ con gì đi à? Thôi nghỉ chơi, không biết. Sorry, mommy. Sorry. Chứ mẹ tên gì còn không biết nói nữa thôi chứ mẹ tên gì. Bà. Nói đàng hoàng. Mẹ đàng bổ nè. Bổ gì? Bổ ngạc. Bổ ngạc phải không? Ba tên gì? Lê Dương Khỏe. Rồi con tên gì? Con tên chay gì? Chú Bình. Cái gì chay chú Bình? Tên chay gì?
gì? Tên tiếng Việt là tên gì? Tên tiếng Việt của con là gì? Tâm. Tâm. Con nói là con tên Chi Tâm. Chi Tâm. Đúng rồi. Bà ngoại tên gì? Bà ngoại tên Videos. Bậy nữa à. Bà ngoại tên gì? Bà tên Videos. Bà ngoại tên Bảy. Bà tên Bảy. Ông ngoại tên gì? Bà ngoại tên Công. Công. Đúng rồi. Yeah, let's go. Hôm qua bà ngoại bà rủ con đi đâu? Đi tắm ở đâu? Đi tắm. Water gì? Water park. Bà ngoại bà rủ đi tắm water park hả? Uh-huh. Người có đi không? Cái này là ai đây? Mô Phật. Mô Phật hả? Trời ơi, sáng nó ngủ vậy cái nó mò mò sợi dây chuyền của nó, mà cái sợi dây chuyền nó bị nằm ra đằng sau á cô chú. Nó gờ gờ cái cổ đó, nó nói mẹ ơi. Mô Phật của con nó mất tiêu rồi. Phải không? Ngày sáng hồi nãy mày chở con đi uống cái gì qua này ta? Uống cái gì? Nãy mày chở con đi uống cái gì? Trà gì? Trà uống. Trà gì? Dứa. Trà sữa. Trà sữa. Trân châu. Trân châu. Nó là cái cuộc đời nó vậy đó cô chú. Vô là cái vô phòng là cái đổ cái đống đồ chơi này ra đó. Nhưng mà nha, hồi nãy mẹ dọn sạch sẽ rồi nha, một chút nữa chơi xong là phải dọn lại như cũ nghe chưa. Nếu không là mẹ đem mẹ giục hết này, không cho chơi đó. Mẹ thích su lì. Mẹ thích su lì. Con su ba li. Mom, su lì. À, su lì hả? Nói tên su lì hả? Mom, you choose this. À, hả? Mẹ chơi Cinderella phải không? Dạ yeah, mẹ. Là ơi là. No, say hi. Hello là. Hello. Bạn tên gì á? Tên gì? Kỳ ghê á. Bạn tên gì? Bạn Elsa. Ồ, tên Elsa hả? Yeah. Đồ của Elsa đâu rồi? I have crystal. Nói tiếng Việt. I have crystal. No, tiếng Việt là nói gì? Không ai mày nghỉ chơi, không chơi nữa. I have crystal. Ồ, cái đó đâu phải tiếng Việt. Cái đó is not Vietnamese. Đồ của Elsa đâu? Ok. Go. Ủa, tự nhiên không trả lời đó. Thôi tôi đi đây là gì? Dạ không. Dạ không sao? Hello. Hello. Let's go Cinderella. Cái đó đâu phải tiếng Việt. Nói con Cinderella muốn đi chơi không? Cinderella let's chơi không? Đi đâu? Do you pick Kristoff up? Oh, Kristoff đâu? Đi rước Kristoff hả? Uh-huh. Thôi kiếm Kristoff coi. Oh, có Kristoff rồi hả? Uh-huh. Có con nói tên gì á? Con nói cái này, con nói đi, con Tuần Lộc. Tuần Lộc. Lại Tuần Lộc. Tuần Lộc. Đúng rồi. Cái này là cái gì? Elsa hair. Tiếng Việt là gì? Elsa. No, no, tiếng Việt của cái này là gì? Tiếng Việt của hair là gì? A white. No, no, no. Này là gì? Cái này là cái gì? Tiếng Việt là gì con? Hair. Tiếng Việt là gì? Hair. Con biết mà, tóc. Tóc. Đúng rồi. Con quên phải không? Uh-huh. Còn cái này là cái gì? Cái này là gì? Hair. Tiếng Việt là gì? Tóc. Đâu phải, tiếng Việt là gì? Top here. Bàn tay. Bàn tay. Đúng rồi, còn cái này là gì? Bàn here. Cái này là gì? Bàn here. Bậy à, tóc. Cái này là gì? Necklace. Đâu phải. Cái này là gì? Chain. Tiếng Việt là gì? Mô chain. Mô gì? Mô Phật. Mô Phật, đúng rồi. Con nói đi, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng rồi. Phù hộ sao? Phù hộ sức khỏe. Tên gì chị? Đúng rồi. Phù hộ sức khỏe cho ai? Bali. Cho ai? Bali. Cho Bali hả? Dạ. Chứ ai cho ai? Dạ Bali. Con nhớ hôm qua mẹ coi cái video của ba Bảo á, cái ba Bảo đang quay video, cái Bali nó chạy lại nói gì này chay, ba Bảo ơi, ba Bảo đang làm gì đó, ba Bảo mắc cười lắm. Mẹ coi cái khúc đó mẹ mắc cười, mẹ cười hoài cái khúc đó luôn, nó dễ thương lắm. Bali dễ thương lắm. Thôi mình gửi hết đồ chơi này về cho Bali đi. Không mà.
Sao vậy? Mom, I don't, nói tiếng Việt. Me, I can't fix it. À, mẹ gửi gì rồi con không có đồ chơi chơi phải không? Con nói mẹ ơi đừng gửi. Đứng nói lớn lên mẹ ơi đừng gửi. Mẹ ơi đừng gửi. Con không có đồ chơi chơi. Không gửi đồ chơi. Đúng rồi. Con không có. Không có. Đồ chơi chơi. Chơi chơi. Đúng rồi. Đó, mà mốt phải nói tiếng Việt với mẹ vậy nha chưa? Giờ là mẹ phải gắt vô cho con cái vấn đề này đó, không phải giỡn đâu nha. Cái này là cái gì? Đâu phải, cái này là cái xe. Cái xe. Mà nếu mà cái này á, mà công chúa đi á, con phải là gọi là cái kiệu. Cái kiệu. Đúng rồi. Mom, it's too big. Nói mẹ ơi, bự quá. Mẹ bự quá. Không vừa. Không vừa. Đúng rồi. Cái này vừa không? Không. Dạ vừa. Ừ. Còn công nói công chúa này bự quá. Không vừa. Con nói là kim tuyến lấp lánh. Kim tuyến lấp lánh. Nào nhìn cái miệng mẹ nè. Kim tuyến lấp lánh. Kim tuyến lấp lánh. Không được rồi, nói sai rồi. Kim tuyến lấp lánh. Lấp lánh. Ừ, đúng rồi. Chết rồi, con này mà không ấy là cái lưỡi nó. Cái lưỡi nó không nói chuyện được tiếng Việt luôn á. Lè lưỡi. Không nói chuyện được tiếng Việt luôn đó. Rồi, nói lại nè. Kim tuyến lấp lánh. Kim tuyến. Nè, nhìn cái miệng mẹ này, cái miệng điệu nè. Kim tuyến lấp lánh. Kim tuyến lấp lánh. Đúng rồi, giỏi cô chú, than chay quá giỏi luôn cô chú ơi. Rồi còn gì nữa không ta? Mẹ còn mẹ bây giờ mẹ không dạy là con có cái lưỡi là của con lãnh đơ luôn đó chay nha, không có nói được cái tiếng Việt đâu nha chay nha. Bây giờ mẹ phải dạy con y như là hả, y như là dạy con nít 3 tuổi vậy đó. Phải không? Con mấy tuổi rồi? Dạ mẹ con. Mấy tuổi? Con mấy? Đếm coi. Đếm tiếng Việt coi. 1 2 3. Đúng rồi, dạ con 3 tuổi. Dạ con 3 tuổi. Con tên Tâm. Tâm. Đúng rồi. Hôi rình. Đúng rồi. Mẹ ơi nói chuyện. Đúng rồi, nói chuyện ngay. Rồi con cho mẹ ăn đứa đó chuyện này rồi. Cái này phải không? Coi cô công chúa này mặc đồ kim gì? Kim gì? Kim tuyến sao? Kim tuyến. Lấp gì? Lấp. Lấp lánh. Lánh. Đúng rồi. Kim tuyến lấp lánh. Đúng rồi, giỏi. Vậy đó cô chú, chứ làm qua một vài ba lần cả tuần lễ rồi còn cố gắng thôi. Cái nói ta. À con này là con gì đấy? Con bơi. Con chim. Con chim màu. Hồng. Hồng. Hồng là hồng, hồng là màu gì? Hồng tiếng Anh là màu gì? Màu pink. Màu pink tiếng Việt là màu gì? Màu hồng. Cái gì? Con không mày cái ị là gì? Cái gì vậy? Tự nhiên á, kẹp vô nách coi vô duyên không? Vô duyên dễ sợ không? Cột vô nách nhột lắm á. Nhột không? Nhột không? Dạ nhột mẹ. Dạ nhột mẹ. Nhột không? Dạ. Dạ nhột mẹ. Thôi bây giờ con chơi nha. Thì đó, mẹ là người cất cái đó vô chứ ai. Sáng nay mẹ là người dọn dẹp cái căn phòng này chứ ai. Con có cảm ơn mẹ chưa? Đây nè, mẹ nói cho con nghe nè. Một chút nữa con chơi xong là con phải dọn vô hết cho mẹ nghe chưa. Con chỉ cần bỏ cái này bỏ vô đây, rồi con bỏ qua một góc giùm cho mẹ nghe không.
phải giúp đỡ mẹ của mình, tại vì mẹ của mình có rất là nhiều công việc bận, nghe chưa? Nếu như mà mình thương mẹ là mình phải giúp đỡ mẹ làm những cái công việc này để mẹ khỏi có vất vả, nghe không con? Con phải nói dạ mẹ chứ con không có ừ. Mẹ. Con biết rồi mẹ ơi. Con biết rồi mẹ ơi. Rồi. Look, he can take this saddle. Mẹ ơi mẹ. Mẹ ơi mẹ. Con gỡ cái này ra. Con gỡ cái này ra. Nè mẹ. Nè mẹ. Đúng rồi. Mẹ ơi. Ủa mà tại sao con gỡ cái đầu em ra làm chi vậy? Because I broke it. Broke it cái gì? Tự nhiên cái đem gỡ cái đầu người ta ra, con người ta cái đầu đang đẹp á tự nhiên gỡ ra. Mom. Mẹ ơi mẹ. Mom, mẹ ơi. Mẹ ơi. Mom, look. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Tóc đổi màu. Tóc đổi màu. Không, không có gì đổi màu, đổi màu. Màu màu. Đúng rồi. Màu màu. Cái con này là màu gì đây ta? Màu xanh. Màu xanh là dương. Màu xanh dương. Cái mắt kiến của con màu gì á? Cái mắt kiến con màu gì? Cái mắt kiến của con màu đỏ. Màu đỏ giống ai? Giống giống cái gì? Owlet. Owlet màu gì? Màu đỏ. Rồi kết cô màu gì? Màu xanh lá cây. Lá cây. Đúng rồi. Rồi cái con gì màu xanh dương ta? Xanh dương là màu con gì? À con này nè. Con này là màu gì? Hello, hello. Đó cô chú nó ngồi đó, cô chú nó dựng. Nó dựng lên cái nó nói chuyện với nhau. Ngọc mà làm công chuyện là nó ngồi để nó chơi với này. Mẹ ơi, mẹ muốn nói chuyện với con không? Con. Nói đàng hoàng mẹ ơi. Mẹ muốn nói chuyện với con không? Chuyện với con không? Mẹ muốn nói chứ. Bây giờ con muốn nói gì nè? Con vẽ hả? Con vẽ gì á? Ồ vẽ gì á? Để cho mẹ coi với cho cô chú với coi với nha. Ờ con vẽ đi rồi cho mẹ với cô chú coi với nha. Vẽ hay lắm á cô chú ơi. Trời ơi cái đó là ai đây? Cái đó Mom I don't know what it is. Ribbon. Ủa con vẽ mà con không biết ai vậy? Con vẽ làm gì? Mom is seeing Titans go. Sao? Ờ, con phải vẽ tay, vẽ chân, vẽ đồ để chia đủ thứ chứ. Nha. Vẽ dữ lắm á cô chú. Con vẽ chữ ABC cho mẹ coi coi. Chữ ABC. A, rồi B. ABC nha. Vẽ ABC đàng hoàng nha. Trời ơi, vẽ gì á? Chocolate. Con vẽ chocolate hả? Dạ. Yeah. Đây mẹ coi coi. Mẹ coi coi vẽ chocolate gì kì vậy? And fish. And đẹp ghê, bà mua cái đó có lý ghê luôn á. Bà mua quá có lý luôn. Look at all the vegetables. Đây mẹ coi coi, vegetable nữa hả? Con vẽ qua rau củ nữa hả? Đây coi coi. Ui cha ơi, vẽ đẹp ghê cô chú ơi. Đẹp ê. Vegetable. Chữ A nè cô chú nè, nó vẽ chữ A nè. Đó, vậy chứ A đó, A đó. Vậy con này là gì á? Bấm cái mũi nè cái, bấm cái mũi nè cái nó biến mất luôn nè. Bấm. Bấm cái mũi cho nó biến mất đi. Vẽ cái khác. ABC. ABC. Cô chú thấy không? Đồ chơi mà làm ra cho con nít đó hả thì không bao giờ là đủ á cô chú ha. Thì cái chứ làm mấy cái đồ chơi cho con nít này, mấy cái công ty này là tiền. Mommy, tiền ơi là bạc luôn. Cái gì con? Chữ gì ạ? Chữ chữ gì? I don't know. Trời ơi, con vẽ mà còn vẽ chữ A cho mẹ coi coi, vẽ chữ A. Rồi, rồi. Rồi chữ B. Rồi chữ C. Chữ C. Rồi chữ D. Mom, this is the hook. À con vẽ cái đó cái cần câu để mẹ coi coi cái hút coi cái cần câu coi. Ồ con vẽ cái này là cái cần câu hả? Đây coi chữ A nè, chữ B nè, chữ C đâu? Đúng rồi chữ này cũng hơi giống giống chữ C nhưng mà con vẽ nhỏ nhỏ lại một chút. Con vẽ chữ C với chữ D cho mẹ coi, chữ A với chữ B con biết rồi, giờ chữ C và chữ D. Chữ gì đó? Chữ B rồi, chữ B và chữ C. Ủa gì vậy? Gì A, B gì vẽ hoài vậy? Biết hai chữ đó biết rồi, vẽ chữ khác đi. I'm trying what?
Con vẽ chữ Y cho mẹ coi, chữ F. F for forte. Vẽ chữ F cho mẹ coi coi. Rồi, vẽ chữ Y cho mẹ coi coi. Y. Chữ F với chữ Y là nó rất là giống nhau. Cái là chữ G, chữ Y là mình chỉ cần gạch ở dưới cái nữa, ba cái. 1, 2, 3, gạch, 3 gạch. 1, 2, 3, gạch, 3 gạch. Gạch, 3 gạch. Gạch, 3 gạch. I'm trying what? À, con vẽ cục đá hả? Đây mày coi coi. Vẽ coi coi. Trời ơi, A, B, chữ G với chữ F. Đây nè, mày chỉ cho con vẽ chữ Y đây nè. Trời ơi, cái chữ Y nó dễ vậy mình không vẽ được. E, C, G, F, H. Đó, rồi con vẽ cho mẹ coi coi. Đó, vẽ chữ Y nè. Nè, con nhìn chữ Y nè. Chữ Y với chữ F nè, nó chỉ khác nhau là chữ Y có cái ở dưới thôi, thấy không? Con vẽ chữ Y cho mẹ coi coi, chữ E coi. Gì vậy? Vẽ gì vậy? People. Vẽ gì vậy? Vẽ gì vậy? Mà. Vẽ mặt cười, smiley face. Vẽ mặt cười coi. Mặt cười nha. Mặt cười mắt bự luôn hả? Cái gì vậy? Cái mũi hay gì vậy? Bigger. Coi coi coi, mặt cười coi coi. Trời ơi, vẽ mặt cười gì giống y như là vẽ mặt con gì ta? Con này giống con gì ta? Con penguin. À, vẽ con này giống như con chim cánh cục á hả? À, chim cánh cục vậy đó. Nhảy vậy đó. Ồ, cái điều nhảy đó như nhảy chim cánh cục á hả? Cũng giống lắm luôn á. Thôi, bây giờ chơi tiếp tục chơi đi nha. Chơi chào cô chú đi. Bye bye cô chú. Bye bye cô chú. Nhìn lên đàng hoàng, khi mà mình bye bye cô chú là mình phải nhìn lên đàng hoàng. Mẹ want to record. À, con muốn quay nữa hả? Trời ơi, muốn quay nữa chưa, muốn quay lại cô chú. Nó nói mẹ con có cái gì vậy, vẽ gì vậy? Vẽ bottle. Vẽ bình gì? Vẽ bình sữa. Ồ, vẽ bình sữa hả? Sữa. Con nói đi, sữa. This is strong. Hả, đây mẹ coi coi. Mày coi coi, trời ơi, nó dễ bình sữa đó nha cô chú nha. Rồi thôi, bây giờ bye bye cô chú được chưa? Dạ không. Chứ còn làm gì nữa? Muốn gì nữa? Mẹ quay more. Ồ, con muốn quay nữa hả? Bây giờ con nói cái gì đi mới quay, chứ còn không nói sao quay. Quay mà con im re sao cô quay chú. Cô chú. Cô chú ơi, nhìn nè. Nhìn nè. Nhưng mà con phải nói tiếng Việt cô chú mới hiểu, chứ con nói tiếng Anh cô chú không hiểu. Cô hello. Chú. Hello. Cô chú ơi, coi con chơi nè. Con đang cầm con gì trên tay á? Con búp bê. Cái mặt con búp bê màu gì? Màu black. Tại sao con vẽ nó màu đen? Tại sao con vẽ búp bê màu đen? Mom, the baby can't draw on her feet. À, con lấy cái chân của búp bê để con vẽ lên cái bàn phím đó đó hả? Mom. Hay ghê. Búp bê hay ghê. À, nó nói cái này là đúng là một điều kỳ thú. Thôi nha, bây giờ mày phải đi công việc nha chưa. Bây giờ con ngồi đây con chơi nha. Mom, Barbie can't draw hook. Đúng rồi, con cứ cầm Barbie. Trời, con cầm Barbie dễ kìa, tội nghiệp Barbie dễ sợ không. Thôi chơi bye bye cô chú nha. Lớn lên. Bye bye cô chú. Bye bye cô chú. Chúc cô chú sức. Sức khỏe. Để khỏe để làm gì? Đang gì? Lớn lên. Đang gì? Đúng rồi.